Năm 2024, tuyệt đối cấm cúng giao thừa nếu chưa biết 6 điều này, kẻo rước đại họa, tán gia bại sản, cả năm vỡ nợ mất trắng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thì gần đây mạng xã hội cũng liên tục chia sẻ một cái thông tin là năm 2024 ấy, các bạn không nên cúng giao thừa, bởi vì năm nay ấy, là năm chuyển vận, chuyển từ vận 8 sang vận 9, là cái vận cuối cùng đấy của hạ nguyên vận 9, là cái năm không vong. Cái vòng năng lượng của cái ngày cuối năm cực xấu, nên là gì? Vì vậy chúng ta không nên cúng giao thừa, vì sẽ đón cái năng lượng xấu trong năm nay. Quý vị thân mến, đó là cái chia sẻ. Và Tử Thông cũng có nhận được một cái thư, một bức thư, một câu hỏi của một bạn. Bạn có hỏi là gì? Xin chào Đạo Sĩ Tử Thông. Ngày lập xuân mới thực sự là ngày của đầu năm mới. Năm nay tiết lập xuân đến sớm từ ngày mùng 4 tháng 2, tức là nó sẽ rơi vào ngày 25 tháng Chạp, trước Tết Nguyên đán 6 ngày. Vì thế cái thời điểm 24 giờ ngày mùng 9 tháng 2, tức là ngày đêm 30 Tết ấy, thì không phải là thời điểm giao thừa thực sự. Giao thừa của năm nay sẽ rơi vào ngày 24 tháng Chạp, tức là ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch. Tuy nhiên, mọi người cũng không nên cúng giao thừa vào ngày này, vì ngày này là cái ngày có năng lượng xấu không tốt. Nếu cúng vào cái ngày này sẽ mất hết năng lượng đấy, sẽ hút hết cái năng lượng xấu vào nhà, gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái xui xẻo. Nếu gia đình nào mà cúng thì quỷ sẽ tụ tập vào nhà vồ đồ ăn. Còn ngày 30 Tết với ngày mùng 1 Tết của năm nay không phải là ngày của cuối năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới, nên cúng thì cũng vô thưởng vô phạt, không có tác dụng gì. Tôi thấy hoang mang lo lắng, theo đạo sĩ có nên cúng giao thừa năm 2024 hay là không? Thưa quý vị, Tử Thông cũng thấy hơi bức xúc với câu hỏi này. Thực sự đó. Trước khi mà trả lời câu hỏi thì Tử Thông cũng xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một số ít cái thông tin sau đây. Thưa quý vị, như quý vị đã biết ấy, cái giao thừa là cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và cái năm mới. Đây là một cái thời khắc linh thiêng, đánh dấu cái sự khởi đầu của một năm mới với những cái điều mới mẻ và may mắn. Tại Việt Nam thì giao thừa được coi là một trong những cái nghi lễ quan trọng nhất trong năm. Vào cái thời khắc giao thừa thì mọi người đều gì cùng nhau sum vầy bên gia đình, thắp hương cúng bái tổ tiên, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Trước cái thời khắc giao thừa thì mọi người thường dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cái mâm lễ cúng tổ tiên và trang trí nhà cửa trang hoàng. Vào cái đêm giao thừa thì mọi người thường quây quần bên nhau cùng trò chuyện, hát hò và đợi chờ cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Khi mà tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu một năm mới đã bắt đầu, mọi người cùng nhau chúc nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Đây là cái thời khắc để mọi người quên đi những cái buồn phiền, những cái khó khăn của năm cũ và bắt đầu một cái năm mới đấy, với cái hy vọng đấy, đạt được những cái ước mơ tốt đẹp hơn trong tương lai. Thưa quý vị, nói chung ấy, ở một số nước như Việt Nam, Trung Quốc hoặc là gì ở Indonesia hay là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc ấy, Triều Tiên ấy, thì chúng ta được đón giao thừa tận 2 lần trong một năm. Một cái lễ giao thừa của ngày Tết dương lịch, đó là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, và một cái Tết giao thừa âm lịch, đấy là nó sẽ rơi vào ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Đó tức là ngày 30 Tết âm lịch đấy. Ý nghĩa của cái lễ Tết giao thừa ấy, nó là một cái thời khắc linh thiêng, nó mang cái ý nghĩa đặc biệt đến đối với mỗi người dân Việt Nam. Đây là cái khoảng thời gian để mọi người cùng nhau sum vầy, đoàn tụ và cầu mong những cái điều tốt đẹp nhất đến cho năm mới, và cầu mong một cái năm mới được an lành, hạnh phúc bên những người mình thương yêu. Giao thừa cũng là cái dịp để mọi người thể hiện cái tinh thần đoàn kết, yêu thương. Gia đình cùng nhau tụ họp, gửi cho nhau những lời chúc yêu thương với mong muốn sẽ có được một năm mới an lành và hạnh phúc. Đối với cái ngày giao thừa Tết Nguyên đán thì người Việt còn coi cái phong tục cúng giao thừa đấy, thường có bánh chưng, bánh tét, gà luộc, rượu, hoa quả cùng các cái món ăn truyền thống khác. Đây là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam đã có từ hàng ngàn đời nay, đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác và được gìn giữ đến hàng ngàn năm nay. Đó.
Thưa quý vị, đó là cái ý nghĩa và cái những điều tốt đẹp mà cái phong tục giao thừa nó mang lại. Và cái câu hỏi của bác là gì? Đầu tiên là gì? Cái ngày mùng 1 Tết là ngày xấu đúng không ạ? Ngày mùng 1 Tết tức là ngày Giáp Thìn đấy. Ngày Giáp Thìn là ngày xấu. Thưa quý vị, thì cái câu hỏi của bác vừa rồi là nói là gì? Cái ngày Giáp Thìn đấy, ngày mùng 1 Tết là cái ngày xấu, tức là cái thời khắc giao thừa nó là ngày xấu nhá. Vị trí là không nên cúng, đúng không ạ? Thì đầu tiên quý vị biết ấy, để xét nó là ngày tốt hay ngày xấu thì chúng ta cũng phải xét theo các thần và hung thần, đúng không ạ? Như chúng ta biết cái ngày mùng 1 Tết nó là ngày Giáp Thìn đấy. Ngày Giáp Thìn có gì? Giáp Mộc, Thìn Thổ, đó là can chi là tư khắc. Nó là ngày cát trung bình, là ngày chính nhật. Nạp âm của ngày là Phúc Đăng Hỏa, kỵ cái tuổi Mậu Tuất và tuổi Canh Tuất. Ngày thuộc hành hỏa thì nó chỉ khắc hành kim, đặc biệt các tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ và nó thuộc hành kim ấy, nhưng không sợ bị hỏa khắc. Ngày Thìn thì lục hợp với Dậu, đúng không? Tam hợp với Tý và Thân để được thì trở thành tam hợp thủy cục. Thìn thì xung với Tuất, hình Thìn, hại Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất, đấy tam sát kỵ cái tuổi là Tị, Dậu, Sửu. Các cát thần trong ngày hôm nay thì có gì? Có Kim Quỹ Hoàng Đạo, có Kim Đường, Lộc Khố, Lục Nghi, có Ngũ Đế Sinh, có Phúc Đức, Thiên Nhạc, Thiên Quý, đấy, Thiên Tài Tinh, Thiên Vu, Thất Thánh, Tuế Đức, đấy, Vượng Nhật, Đại Minh. Đó, đó là những cái cát thần trong ngày hôm nay và những việc có thể làm được trong cái ngày Giáp Thìn nhé. Thì bao gồm các việc sau này. Nói chung ấy là trong cái ngày mùng 1 Tết thì bách sự dụng nghi, làm gì cũng được. Đấy, bao gồm các việc là cầu nguyện, cầu phúc, cầu tài, cầu tự, di đồ, đó, giao dịch, đó, hợp dược, hợp chướng, hướng nguyện, khai thị, khai trương, đấy, khai điểm và gì. Nói chung một số việc khác như là gì, quý vị cũng thể là nạp lễ, nạp tài, phó nhậm, hoặc là gì, thưởng hạ, thượng quan, thượng sách, thỉnh y, tiến biểu trương, trai tiếu, nói chung là tu phương, tu trạch, tài chế, tài y, tác tự. Nói chung là trong cái ngày này thì có rất nhiều các cát tinh và hầu như là cái ngày Giáp Thìn làm gì thì cũng sẽ được tốt. Nên là gì? Cái ngày Giáp Thìn không phải là ngày xấu. Quan trọng là nó xấu với ai, xấu với cái việc gì thôi. Ví dụ như là những người tuổi Tuất thì nó xấu, nhưng mà với tuổi khác thì nó cực kỳ là đẹp. Vậy nên cái câu nói là gì? Ngày mùng 1 Tết là ngày xấu là hoàn toàn sai lầm. Đấy, Tử Thông xin chia sẻ cùng quý vị nhé. Hoàn toàn sai lầm. Đấy, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là gì? Bác ấy nói là gì? Cái tiết lập xuân đến sớm. Tiết khí đến sớm, tức là cái tiết lập xuân nó là ngày mùng 4 tháng 2 đúng không ạ? Ngày 4 tháng 2 năm 2024 thì nó là cái thời điểm tiết lập xuân. Và bác ấy quan niệm là cái tiết lập xuân là khởi đầu của một năm mới, đúng không? Và cái ngày mùng 4 tháng 2 này thì nó sẽ rơi vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Đó. Như vậy là gì? Ý bác là cái ngày giao thừa nó phải là ngày 24. Đó. Ngày 24, đêm 24 rạng sáng ngày 25, đó, ngày 25. Đó. Thì như vậy quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. À quý vị ạ. À, thứ nhất, tiết khí nó chính là 24 cái điểm đặc biệt trên cái quỹ đạo của trái đất, nó quay xung quanh mặt trời và mỗi điểm nó cách nhau 15 độ. Tiết khí được sử dụng trong cái công tác để lập lịch của các nền văn hóa phương Đông cổ truyền như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, đó, để đồng bộ hóa cái mùa trong một năm. Tiết khí cũng được gọi đơn giản là cái tiết, đó. Vậy nên là gì? Nó chỉ được dùng để đồng bộ hóa các mùa trong năm thôi, chứ nó không quyết định được cái thời điểm giao mùa, chứ nó không quyết định được gì cái thời điểm là gì chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Quý vị nhớ nhá. Vậy nên là gì? Cái quan điểm về tiết khí cũng hoàn toàn là sai lầm. Đấy. Ví dụ như là gì? Bây giờ xét về tiết khí đúng không ạ? Thì năm 2024 ấy, thì cái tiết khí nó rơi vào ngày 4 tháng 2 âm lịch. Nó là ngày 25 tháng 12 là ngày Mậu Tuất, đúng không ạ? Thì nó sớm mất 5 ngày trước Tết. Nhưng bây giờ chúng ta xét qua một chút về cái dòng lịch sử của cái tiết khí trong năm 2 những năm trước thì sao? Ví dụ như năm 2023 ấy, thì cái ngày tiết khí, cái tiết lập xuân ấy, thì nó khởi từ ngày 4 tháng 2, tức là nó rơi vào ngày 14 tháng 1. Tức là nếu mà quý vị mà theo đúng cái tiết khí ấy, thì chúng ta ăn Tết chậm mất 14 ngày. Chậm mất 14 ngày trong năm 2023. Đúng không ạ? Tiếp theo, đấy, chúng ta xét về năm 2022. Thì cái năm 2022 dương lịch là ngày 4 tháng 2 ấy, thì nó sẽ rơi vào ngày 4 tháng 1.
năm 2022. Đấy, vị chi là gì? Nếu mà xét theo tiết khí thì năm 2022 thì chúng ta ăn Tết muộn mất 4 ngày. Đó. Và năm 2021 thì cái tiết khí, đúng không ạ? Cái tiết khí lập xuân nó khởi vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 thì nó sẽ rơi vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, tức là nó sớm mất 7 ngày, đúng không ạ? Sớm 7 ngày. Đây là trừ nhá. Trừ nhá, đây là cộng, đúng không ạ? Nó sớm mất 7 ngày. Còn tiếp theo chúng ta xuôi một sâu một chút nữa, đó là gì? Cái xét về năm 2020 đi. Cái năm 2020 mùng 4 tháng 2 năm 2020 ấy, cái tiết khí lập xuân nó khởi vào ngày mùng 4 tháng 2, đúng không ạ? Nó sẽ rơi vào ngày 11 tháng 1, tức là gì? Chúng ta ăn Tết muộn mất 11 ngày. Đó. Như vậy là gì? Cái tiết khí nó không quyết định được cái thời gian chuyển đổi chuyển vận, đúng không ạ? Chuyển vận là một, thứ hai là gì? Chuyển giao của năm cũ vào năm mới thì cái tiết khí nó không xác định được. Nó chỉ có thể là gì? Nó quyết định một cái duy nhất của tiết khí, đó là gì? Mùa. Vậy nên là gì? Quý vị đừng có sai lầm. Đừng có sai lầm mà lôi cái tiết khí vào để nói là chuyển vận hay là không, hay là cúng được giao thừa hay không. Thấy chưa? Đấy. Tiếp theo là gì? Thứ ba ấy, cái thắc mắc thứ ba của bác là gì? À, là cái năm 2024 Giáp Thìn vào cái ngày mùng 1 tháng 1 là cái ngày chuyển từ cái vận 8 sang vận 9, đúng không ạ? Tức là chuyển sang cái ngày đầu tiên của hạ nguyên vận 9. Đấy, mỗi vận là 20 năm. Đúng không? Và năm mới Giáp Thìn là năm chuyển vận, là năm xấu. Cái điều này nó hoàn toàn là không có cơ sở khoa học. Mọi người không cần phải bận tâm hay là tỏ ra hoang mang hay là lo lắng gì cả. Cúng giao thừa nó luôn là một cái nghi thức linh thiêng không thể thiếu của mỗi gia đình Việt Nam. Vì vậy quý vị cứ yên tâm mà tiến hành mà cúng nhé. Đó. Thêm nữa là gì? Một cái điểm nữa là cái giao thừa năm 2024 ấy, nó là ngày Giáp Thìn, nó là ngày không vong. Và năm Giáp Thìn thì nó cũng là năm không vong. Đấy, quý vị thân mến. Đấy, thì nói chung ấy, cái quan điểm này thì Tử Thông cũng không ủng hộ. Nói chung ấy, chúng ta có 4 cái năm nó sẽ rơi vào không vong, đó là gì? Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là 4 năm tứ mộ, đúng không ạ? Tứ mộ. Vì vậy mà gì? Rất dễ dính vào không vong. Vì thế nên là quý vị đừng có dựa vào không vong. Và cái không vong nó cũng không ảnh hưởng đến cái tính chất là cúng giao thừa được hay không, mà nói là ma quỷ vào nhà, đúng không? À, thưa quý vị, nếu mà bây giờ quý vị không cúng, bình thường nhé, không cúng thì nó vẫn vào mà. Nhưng mà chúng ta cúng có lễ, chúng ta mời gọi đàng hoàng, chúng ta cảm ơn đàng hoàng, chúng ta thỉnh, chúng ta mời họ ăn họ uống. Sau đó là gì? Mời là gì? Đi ra, đúng không? Mời là gì? Về để về nơi chốn cũ. Đấy, chúng ta mời ăn mời uống được thì bắt đầu là gì? Họ sẽ đi thôi. Nên là chúng ta đừng có quan niệm không vong mà không cúng được giao thừa. Vậy nên câu trả lời của bác là gì? Năm 2024 không cúng giao thừa. Thì Tử Thông khuyên, từ trước nay ông bà ta quan niệm dạ, cái ngày 30 Tết thì những nhà không cúng thì không nói nhé. Nhưng nếu mà quý vị đã cúng giao thừa rồi thì quý vị cứ cúng bình thường cho Tử Thông. Đây là một cái nét đẹp văn hóa, là một cái phong tục tập quán. Đấy, là một trong những nghi lễ nghi thức để cảm ơn, để cảm tạ tổ tiên, để cảm tạ cái bậc thần linh, để cảm tạ cái đấng tối cao đã ban cho chúng ta một cuộc sống tốt lành, tốt đẹp như ngày hôm nay. Đó. Hơn nữa, dân gian ta có câu là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đó. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vậy nên là gì? Quý vị nên cúng giao thừa trong năm nay. Đó, đó là lời khuyên của Tử Thông. Thì ngoài Tử Thông thì Tử Thông cũng thấy có rất nhiều các chuyên gia khác cũng khuyên là gì? Không nên nghe theo những lời đồn đoán đó. Một cái lời đồn đoán vô căn cứ, chả có một cái căn cứ nào cả, mà quý vị cũng tin theo để mà không cúng giao thừa, để mà có lỗi với tổ tiên, có lỗi với các bậc thần linh, thì Tử Thông cũng không hiểu là ra sao nữa, đúng không ạ? Vì thế quý vị đừng lo lắng gì cả. Đấy, nếu mà dựa vào tiết khí, dựa vào ngày, dựa vào tháng, dựa vào vận, đấy, dựa vào không vong thì nó chả giải quyết được cái vấn đề gì. Cái thời khắc này là thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Vì thế mà quý vị cần phải có một cái nghi lễ chào đón để gì? Để mọi sự cầu mong nó được thuận lợi, hanh thông hơn. Đó. Thì trước khi bước vào những chia sẻ tiếp theo về cái chuyện là có nên cúng giao thừa hay không ấy, thì Tử Thông cũng chia sẻ cho quý vị một vài cái điều lưu ý. Đấy, để quý vị có một cái năm mới thuận lợi hanh thông. Nếu phạm phải những cái điều đại kỵ này trong đêm giao thừa thì quý vị cũng gặp nhiều cái bế tắc khó khăn trong cuộc sống đấy. À, thưa quý vị,
Như chúng ta biết, một năm là có 365, 366 ngày. Đó. Nhưng chỉ có một vài cái ngày là cả gia đình chúng ta được đoàn tụ, được sum vầy. Đó là những ngày Tết, ngày lễ, ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, vân vân. Cái cơ hội tuyệt vời để gia đình chúng ta cùng nhau sum vầy như vậy, chào đón những cái điều tốt đẹp trong một năm mới và xua đi những cái điều xui rủi trong cái năm cũ. Đấy. Vậy nên trong đêm giao thừa, quý vị cũng cần phải tuyệt đối kiêng kỵ những cái điều sau để cả năm được suôn sẻ, bình an, may mắn. Thưa quý vị, trước lúc cúng giao thừa ấy, thì từ xưa đến nay, cái lễ cúng giao thừa quan trọng ở cái việc là người cúng phải thành tâm, chứ không phải là cứ gì thật thịnh soạn là đã đủ. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là các bạn làm một cách sơ sài, thiếu quan tâm đến cái mâm cúng nhà mình. Tùy theo cái phong tục tập quán của từng vùng, từng miền, từng địa phương mà sẽ có những cái món đồ khác nhau. Nhưng mà trên cơ bản ấy thì bao gồm có hương, đèn, nước, sạch, hoa quả, bánh kẹo, bánh mứt, cũng như là các đồ cúng như là xôi, bánh chưng, thịt gà, v.v. Sắp xếp trên cái mâm cúng cần phải lưu ý là bánh kẹo, hoa quả phải được sắp lên trên ban thờ chính, còn mâm cỗ mặn thì sắp ở phía bên dưới. Đó, chúng ta làm một cái bàn cơm, chúng ta kéo ra, chúng ta đặt cái mâm lễ, mâm lễ cúng giao thừa, đúng không? Thứ hai là gì? Cái lúc cúng giao thừa, quý vị cần phải lưu ý những điều gì? Thưa quý vị, một trong những điều kiêng kỵ trong đêm giao thừa là trong quá trình cúng giao thừa, các thành viên ăn nói phải nhỏ nhẹ, không được cười đùa to tiếng hoặc là gọi to tên nhau. Lý giải cái nguyên nhân này là vì là như vậy thì sẽ dẫn ma quỷ vào nhà, khiến cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ con, người già hoặc là những người có sức khỏe yếu ấy, sang năm mới sẽ dễ bị ốm đau bệnh tật. Đó, thì quý vị cũng cần phải kiêng. Thưa quý vị, còn sau khi cúng giao thừa ấy, nói chung ấy, sau khi cúng giao thừa thì quý vị sẽ mời gọi linh hồn của tổ tiên về nhà ăn Tết. Thì cái chỗ hai bên ban thờ không ai được ngồi. Nếu mà ngồi ở đây thì sẽ xảy ra tình trạng là cạnh tranh tranh giành với địa vị của tổ tiên. Thì ngoài ra ấy, một số cái lưu ý nhỏ đó là không được đem trà uống thừa đổ trên mặt đất để tránh lẫn lộn với cái việc về nước bọt. Đó. Sau cái thời khắc giao thừa linh thiêng, đánh dấu cái sự bắt đầu của một năm mới sắp đến, thì các bạn cần phải kiêng kỵ nói chuyện to, cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Mọi người thì nên đối xử với nhau với một cái thái độ vui vẻ, ân cần, thì cái năm mới nó sẽ được bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Và sau đây là những cái điều kiêng kỵ mà quý vị cũng cần phải lưu ý trong đêm giao thừa. Một là chuyện vợ chồng trong đêm giao thừa. Thưa quý vị, nhiều người có quan niệm kiêng kỵ làm cái chuyện vợ chồng trong cái ngày rằm, ngày mùng 1 cũng như là cái đêm giao thừa, vì cho rằng làm như thế thì vào cái ngày này sẽ dẫn đến nhiều cái chuyện đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn, ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cả nam và nữ. Cái chuyện này lại càng khiến cho người ta trở nên e dè hơn vào những cái ngày giao thừa và ngày đầu năm, vì họ cho rằng đây là cái ngày mà tổ tiên ông bà đoàn tụ với con cháu. Làm như vậy sẽ bất kính với cái đặc bậc bề trên. Thưa quý vị, cái ngày rằm ngày mùng 1, đặc biệt là cái ngày mùng 1 Tết, là cái ngày có nguồn năng lượng nó khá là lớn. Vì thế mà tốt nhất là trong cái thời gian này, quý vị cũng nên kiêng kỵ thì sẽ được tốt lành hơn. Kiêng kỵ thứ hai là kiêng kỵ làm đổ vỡ cái đồ vật. Thưa quý vị, cái thời khắc giao thừa linh thiêng cũng chính là cái ngày đầu tháng của năm mới. Đầu năm nên là cũng rất kỵ cái việc đổ vỡ. Theo quan niệm của người xưa ấy, thì cái việc đổ vỡ trong cái khoảnh khắc, trong khoảng thời gian này là cái việc đại kỵ. Nó sẽ gây ra những cái bất lợi, những cái xui xẻo, những cái bất hạnh nó sẽ xảy đến với gia đình trong cái năm mới. Đặc biệt là khi mà làm đổ vỡ đồ vật ấy, thì cả nhà sẽ bị dông cả năm. Thì ngoài ra cái việc gây ra cái tiếng động lớn thì cũng rất dễ khiến cho ác quỷ bị đánh thức. Nên là gì? Quý vị cũng hạn chế hết mức. Nói cho tóm lại, đổ vỡ đồ vật là cái điều không may mắn, cũng nên kiêng kỵ. Nên là quý vị tuyệt đối không nên để làm việc gì cũng phải cần phải cẩn thận nhé, tránh đổ vỡ. Kiêng kỵ thứ ba là kiêng quét nhà sau giao thừa. Thưa quý vị, thêm một cái điều kiêng kỵ trong đêm giao thừa nữa là cái việc quét nhà ngay sau đêm giao thừa. Người xưa cho rằng cái việc làm này nó cũng có ý nghĩa là quét đi những cái điều may mắn ra khỏi nhà. Vì thế người ta kiêng quét nhà vào ngày Tết nói chung ấy, và ngay sau cái giờ phút giao thừa nói riêng. Đấy,
Một số địa phương thì cũng vẫn duy trì cái tục lệ này cho đến tận ngày nay. Cái kiêng kỵ thứ tư là kiêng mặc đồ đen hoặc là đồ trắng. Trong cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tránh mặc những cái đồ có màu đen hoặc là màu trắng, vì hai cái màu này nó đại diện cho cái sự tang tóc không may mắn. Mọi người nên lựa chọn những cái bộ đồ quần áo màu sắc tươi sáng, rực rỡ, có thể phối hợp nhiều cái màu với nhau để gì tạo ra cái sự may mắn cát lợi. Kiêng kỵ thứ năm là kiêng kỵ soi gương đêm giao thừa. Thưa quý vị, có quan niệm cho rằng soi gương trong đêm giao thừa có thể gặp phải ác ma, vì thế nên tránh cái việc này thì tốt hơn. Kiêng kỵ thứ sáu là đổ đèn dầu ra nền nhà. Thưa quý vị, người xưa quan niệm làm như vậy thì cái mùi đèn dầu nó dị ám mùi rượu, thì ma quỷ sẽ gì tỉnh dậy và khiến cho tai họa nó lũ lượt nó kéo đến. Quý vị thân mến, các cụ nhà ta có câu nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Trên đây là một số cái quan niệm về những cái điều kiêng kỵ trong đêm giao thừa để quý vị giữ được bình an may mắn cho gia đình trong một năm mới. Mong rằng với những cái lưu ý trên thì mọi người sẽ có được một cái năm mới thuận lợi hanh thông, tài lộc dồi dào, vạn điều cát tường sẽ đến với quý vị. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình là không cúng giao thừa trong năm 2024. Quý vị thân mến, tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái quan điểm của một số các chuyên gia về phong thủy có tiếng cũng sẽ nói về cái có nên cúng giao thừa hay không. Thứ nhất là gì? Không cúng giao thừa trong năm 2024 ấy, như Tử Thông vừa phân tích và chỉ ra rõ tử vận, ngày tốt, ngày xấu và cái tiết khí, đúng không ạ? Nói chung ấy, không có một cái cơ sở khoa học nào nói là không nên cúng giao thừa. Thưa quý vị, nếu mà quý vị đã từng nghiên cứu về những cái tài liệu về phong thủy ấy, thì cũng đã biết đến ông Nguyễn Mạnh Linh đấy. Nói chung ấy, ông nói rằng gì? Cái thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng không cúng giao thừa là cái năng lượng xấu là không có một cái cơ sở khoa học nào cả. Mặt khác, giao thừa được xác định là cái khoảng khắc cuối cùng của năm cũ theo lịch âm, không tính theo các tiết khí, không tính theo cái không vong, không tính theo cái tốt xấu của ngày. Cứ đến thời điểm 3 đêm 30 Tết, đúng không ạ, thì là cái lễ cúng giao thừa sẽ được diễn ra. Đó. Khi mà cái nghi thức cúng giao thừa nó đơn giản là để thể hiện cái sự thành tâm của gia chủ trước tổ tiên, trước thần linh, trước trời đất. Cái việc này nó xuất phát từ cái ý niệm tốt, thì lúc nào cũng có thể tiến hành bất kể ngày đó là tốt hay là xấu. Thưa quý vị, còn theo ông Bùi Quang Minh, chuyên gia phong thủy cũng nói rằng năm 2024 ấy, không nên cúng giao thừa là sai, phản khoa học, phản lại cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Cái tiết đầu xuân nó chỉ là cái vấn đề của thời tiết, của tiết khí. Như Tử Thông cũng đã nói, nó chỉ là để đánh dấu cái sự chuyển giao của mùa. Tất nhiên cái năm nay hay là năm nào cũng vậy. Nói chung ấy thì quý vị cũng có thể cúng giao thừa một cách bình thường đấy. Nói chung ấy, cái tuyên truyền là năm 2024 nó Giáp Thìn không nên cúng giao thừa là cái năm chuyển vận, là cái năm xấu ấy, cái điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Mọi người không cần phải bận tâm hay là tỏ ra là lo lắng hay là hoang mang. Cúng giao thừa luôn là cái nghi thức linh thiêng không thể thiếu của mỗi gia đình người Việt Nam vào cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới. Vậy nên quý vị cứ yên tâm tiến hành với cái tấm lòng thành kính thì sẽ được bề trên chứng cho đó. Bên cạnh đó, tiến sĩ Dương Hoàng Lộc, giám đốc trung tâm nghiên cứu về tôn giáo và đạo đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM ấy, cũng có quan điểm là năm 2024, năm Giáp Thìn ấy, không nên cúng giao thừa là sai đấy. Nói chung ấy, cúng giao thừa là cái tập tục tập quán văn hóa của người Việt vào cái đêm 29 hoặc là 30 tháng chạp. Đấy, 29 là đối với tháng thiếu, còn 30 là tháng đủ. Đây là cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới. Không thể nào cúng giao thừa mà lại cúng vào cái ngày ví tiết khí chuyển vận, đúng không ạ? Như là gì? Cái năm 2024 lại cúng vào cái ngày 24, 25 Tết cả, đúng không ạ? Cũng không bao giờ cúng vào cái ngày gì? Cái ngày 14 tháng 1, tức là sau cái thời gian chuyển giao tận 14 ngày, cũng không thể cúng vào cái ngày mùng 4 Tết được, cũng không thể cúng trước 7 ngày và hoặc là 11 ngày được. Đó. Điều này là hoàn toàn là sai lầm. Đó. Cúng giao thừa không liên quan đến cái việc chuyển vận hay là gì? Chuyển tiết khí. Vậy nên quý vị cần phải lưu ý. Cái việc thực hiện nghi lễ truyền thống cúng giao thừa, nó gọi là cái nghi lễ tống cựu nghinh tân,
tức là chúng ta đang tạm biệt cái năm cũ và chào đón cái năm mới, không liên quan đến việc chuyển từ vận 8 sang vận 9 hay là gì. Đây là cái sự hiểu sai lệch trong cái phong tục cổ truyền và cái hệ thống tiết khí, phong thủy, địa lý là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. Các bạn có không cúng thì cái vận khí nó vẫn cứ chuyển đấy, theo cái tính quy luật của nó, và chúng ta vẫn chào đón cái năm mới đấy, chào đón một cái năm mới bình thường. Thưa quý vị, và sau đây là những cái kết luận về cái năm 2024 có nên cúng giao thừa hay là không. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng giao thừa nó xuất phát từ cái ý niệm tốt, có thể là gì, tiến hành bất cứ ngày tốt xấu nào cũng được. Cúng giao thừa nó là một cái nghi lễ truyền thống của dân tộc, là cái nét đẹp văn hóa cần phải giữ gìn và cần bảo tồn vì những cái giá trị linh thiêng của nó, tránh sa đà vào cái vấn đề mê tín dị đoan. Những thông tin thiếu tính khoa học như vừa rồi quý vị cũng không nên tin. Thêm vào đó, cúng giao thừa còn có tên gọi là lễ trừ tịch, tức là gì, là cái nghi lễ xua đuổi cái điều không may mắn của năm cũ và chào đón những cái điều cát tường, những cái điều cát lành của năm mới đến với gia chủ và các thành viên trong gia đình. Cái nghi lễ này nó cũng thể hiện cái sự tưởng nhớ tôn kính và thể hiện cái lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên, đối với các bậc thần linh đã luôn che chở phù hộ cho mọi người được bình an trong suốt một năm vừa qua. Cái việc làm này nó xuất phát từ cái ý niệm tốt thì có thể làm bất cứ thời gian nào cũng được, bất kể ngày tốt xấu. Vì vậy quý vị hoàn toàn yên tâm mà làm đấy. Tử không à, Tử Thông cũng khuyên quý vị nên cúng giao thừa để nghênh đón Thái Tuế, giúp chúng ta có được một cái tâm tư là bình an hơn, một cái tâm thái là ổn định hơn, được các ngài che chở được tốt hơn. Thưa quý vị, bên cạnh thì quý vị cũng cần phải có một cái niềm tin tâm linh để thoát khỏi cái sự mê tín đó. Bản thân mỗi người có những cái niềm tin khác biệt, không ai giống ai, nên cái việc lựa chọn cúng giao thừa hay không ấy thì nói chung là tùy vào cái quyết định của mỗi người, tùy vào từng tôn giáo, tùy vào từng người khác nhau và tùy vào cái phong tục tập quán của từng vùng miền. Xét vào bản chất thì các nghi lễ thờ cúng nói chung ấy, cúng giao thừa nói riêng cũng nhằm mục đích là cầu mong cái sự bình an, hướng đến những cái điều may mắn và tốt đẹp. Vậy nên ấy thì quý vị cũng cần phải cúng để cho gì, nghênh đón cái ngài đương cai Thái Tuế, nghênh đón cái các vị quan hành khiển, nghênh đón các vị thần đó, để gì, cầu mong cho năm mới được thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái năm 2024 có nên cúng giao thừa hay không đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quan điểm của Tử Thông là cúng đấy. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Một số người vẫn đang quan tâm là không biết cúng tất niên thì là nên cúng gì, khấn gì, đúng không ạ? Thưa quý vị, thì ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái bài văn khấn để chúng ta khi mà chọn giờ tốt rồi chúng ta sẽ khấn gì, cúng gì để cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Thì quý vị hãy mở trang 16 và trang 19 nhé. 19 ở quyển sách Văn Khấn Tuần Thư để chọn ra cho mình những cái bài văn khấn tốt lành nhất. Thì trong quyển Văn Khấn Tuần Thư có tổng hợp 77 bài văn khấn. 77 bài văn khấn đủ hết, hầu hết tất cả các nghi lễ trong năm để dành cho quý vị thì có một cái quyển sách để tham khảo thêm những lễ cúng giúp cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông. Đó. Thì đầu tiên ấy, của cuối năm chúng ta thường có những cái nghi lễ sau này. Một là cái nghi lễ tạ thần, tạ mộ đấy. Tạ mộ cuối năm. Đấy, tạ mộ là một. Thứ hai thì sau khi tạ mộ xong thì chúng ta mời gia tiên về ăn Tết. Đó. Thưa quý vị, cái lễ tạ mộ thì vào cuối năm, tức là vào cái tháng 12 âm lịch ấy, sau cái lễ cúng ông Táo, thì theo phong tục cổ truyền mọi gia đình Việt Nam thì thường ra mộ tổ tiên để làm cái lễ tạ mộ, tạ thổ thần, sửa soạn, dọn dẹp mộ phần, mời rước vong linh gia tiên về ăn Tết. Đó. Đây là một cái tục lệ truyền thống của người Việt có ý nghĩa vô cùng là sâu sắc. Nó thể hiện cái sự hiếu thuận, đạo lý uống nước nhớ nguồn của con cháu đối với những người đã khuất. Đồng thời nó cầu mong các vị thần phù hộ cho vong linh của những người thân được gì, an cư tại cái nơi đó, không bị cái ngã quỷ nó hoành hành, nó quấy rối. Nói chung khi mà thực hiện cái lễ này thì chúng ta thực hiện ở cái tại cái miếu thần linh nơi nghĩa trang. Nếu khu mộ không có cái ban lễ thần linh ấy,
Thì khi làm lễ, quý vị có thể là gì? Kiếm một cái bàn nhỏ, thắp hương đấy, và một chút tiền vàng là được. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn khi đi tạ mộ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Đương Niên Hành Binh Chi Thần, Đương Niên Tảo Phán Quan. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, Đức Quan Quảng Trang cùng các vị chư thần bộ hạ cai quản nghĩa trang nơi. Kính lạy các ngài Bản Sứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần. Con kính lạy các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, các ngài Tiền Chu Tước Hậu Huyền Vũ Tả Thanh Long Hữu Bạch Khổ, Nhị Tứ Sơn Thần Quan cùng chư vị tôn thần cai quản trong nghĩa trang này. Con kính lạy hương linh hội đồng gia tiên họ đang an táng tại nghĩa trang nơi đây. Hôm nay là ngày, tháng, năm gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt tại nghĩa trang, chúng con sắm sửa phẩm vật hương, hoa, trà, quả, kim ngân, tài mã dâng hiến trình các vị tôn thần, kính cáo cùng chư vị tôn thần hương linh của gia tiên họ nhà chúng con được an táng tại nơi đây, tại khu đất này, nhờ công đức của các vị tôn thần để cho mộ phần họ nhà chúng con được yên đẹp, xương cốt vẹn toàn, được thường xuyên ân xá lui về cùng con cháu. Ân đức này toàn thể gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Cuối năm mãn khí, gia đình chúng con có chút lễ thể hiện tấm lòng thành kính để dâng lên chư vị tôn thần, mong các ngài hoan hỷ nhận chứng giám cho hương linh họ đang được an táng tại nơi đây. Chúng con cúi xin các vị thần linh đất này thành hoàng bản thổ cùng chư vị tôn thần cai quản nơi nghĩa trang. Đất lành chim đậu, đức dày thanh cao, giữ lành công lao, có kết có phát nhờ vào thần quan tôn thần long mạch cao sang, nhị thập tứ hướng, nhị thập tứ sơn phù hộ độ trì. Chúng con cầu xin các ngài che chở đến mộ phần gia tiên họ, chúng con được thỏa nguyện muôn thuở, hồng ân đời đời, gia ân mãi mãi không thôi. Chúng con xin có vài lời cầu khấn bái tạ thủ mộ thần quan, cho chân linh dương khí, cho hải cốt vẹn toàn, cho gia tiên phù hộ con cháu trần gian, gia đạo bình an, an khang khỏe mạnh, làm ăn gặp nhiều may mắn. Năm hết Tết đến, chúng con cầu xin Đức Quan Quản Trang cùng các vị tôn thần xin phép cho gia tiên họ chúng con được về ăn Tết cùng con cháu. Chúng con cúi xin cảm tạ. Chúng con cầu xin gia tiên họ, các cụ hiển linh chứng giám, tiếp dẫn lễ vật đến chư vị tôn thần, phù hộ cho gia chủ được gia đạo hưng vượng, sức khỏe dồi dào, gặp quý nhân phù trợ chỉ đường dẫn lối, cho con cháu làm ăn gặp may mắn, tứ tiết điểm lành tiếp ứng. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng trước án, cuối xin được phù hộ độ trì, phụng duy cẩn cáo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó quý vị vái ba vái. Sau khi văn khấn ngoài mộ xin phép cho các cụ về ăn Tết rồi, thì vào cái buổi chiều 30 Tết thì chúng ta tiến hành một cái nghi lễ, gọi là nghi lễ gì, mời các cụ văn khấn gia tiên, mời gia tiên về ăn Tết, đúng không ạ? Vào cái chiều 30 Tết thì đó gọi là cái lễ tất niên. Cái lễ tất niên còn được gọi là cái tiệc tất niên ấy, là một cái nghi thức nhằm đánh dấu kết thúc một năm, chuẩn bị bước sang một cái năm mới. Đây là cái phong tục tập quán lâu đời mang cái nét đẹp văn hóa của người Việt. Thì đây cũng là cái lễ tạ gia tiên cuối năm để cảm tạ công đức của gia tiên trong cái năm qua đã che chở cho gia đình, cũng là thể hiện cái lòng thành, đúng không? Uống nước nhớ nguồn của con cháu, qua đó giáo dục cái đạo hiếu trong nhà. Cái lễ này được thực hiện vào cái dịp sau ngày 23 tháng Chạp ấy đó, và không nhất thiết phải là ngày 30 Tết. Thì quý vị có thể chọn một trong hai ngày mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở bên trên nhé. Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn mời khấn tất niên ấy, mời các cụ về ăn Tết. Đó.
Bài vấn khấn như sau: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy Ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lạy Ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương. Con kính lạy Ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy Ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia và chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy Cao Tàng Tổ Khảo, Cao Tàng Tổ Thỉ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỉ Muội, Nội Ngoại Dâu Rể, Bà Tổ Cô, Ông Mãnh, Hội Đồng Gia Tiên Họ. Kính mời các cụ hiển linh. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ, tên, năm sinh. Nhân ngày lành tháng tốt, cuối năm mãn khí, gia đình chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, lễ nghi, kính dâng trước án, làm lễ tất niên cuối năm để tạ ơn gia tiên. Chúng con kính mời các ngài Đương Niên Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Ngài Thành Hoàng Bản Thổ chư vị đại vương, các chư vị tôn thần lai giáng chứng giám cho đồng thành của gia đình, kính dự bữa tất cơm tất niên cuối năm cùng gia đình, phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Gia đình chúng con nhờ công đức của gia tiên xây dựng nền móng che chở mọi nhẽ nên có được như ngày hôm nay. Gia đạo hưng vượng, con cháu hiếu thảo, sức khỏe bình an, công đức này thật là bất tận. Toàn thể gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Chúng con có sắm biện lễ vật kim ngân tải mã tiến biếu hội đồng gia tiên. Trong cái phần này nhá, thì quần áo vàng mã của ai biếu cái gì thì quý vị cứ liệt kê hết ghi rõ là nhá. Cúi xin các vị chư thần tôn thần chứng lễ chứng giám cho gia đình chúng con, cầu xin gia tiên tiền tổ họ chứng giám cho lòng thành hoan hỷ thụ nhận lễ vật cho gia đình chúng con. Chúng con cầu xin hội đồng gia tiên họ phù hộ độ trì cho chúng con được gia đạo hưng vượng, sức khỏe dồi dào, con cháu ngoan ngoãn, thông minh học giỏi, hiếu thuận gia chung, bốn mùa không tai ách, tám tiết có điểm lành tiếp ứng, gặp quý nhân phù trợ, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự như ý. Chúng con nguyện tu nhân tích đức, tránh giữ làm lành, giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn, hiếu thuận gia chung. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng trước án, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong quý vị vái ba vái nhé. Như vậy là hoàn thành cái nghi lễ cúng tất niên. Đó. Khi mà cúng tất niên xong thì chúng ta còn một cái nghi lễ nữa, đó là nghi lễ cuối cùng ấy. Đó là gì? Cái nghi lễ gì? Lễ cúng giao thừa ở trong nhà và ngoài sân. Đó. Thì lễ cúng giao thừa Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong những video sau nhé. Thì quý vị có thể mở trang 16 và trang 19 của quyển sách là Văn Khấn Tuần Thư để biết được cái bài văn khấn về tạ mộ gia tiên cũng như là gì, cái văn khấn lễ tất niên vào cái chiều 30 Tết. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé, để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Tuần Thư. Cả nhà đối đời giàu to, nếu cúng tất niên vào 3 giờ hoàng đạo này, 100 tỷ cầm tay ăn Tết giàu ú ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cái lễ tất niên ấy, nó được tiến hành thường là vào ngày chiều 30 Tết âm lịch. Vào ngày này thì mọi người thường quây quần bên nhau tổ chức cái bữa mừng văn nghệ để tổng kết nhìn lại một năm đã trải qua, cũng như là để chào đón cái năm mới. Họ tận hưởng cái bầu không khí ấm áp và tràn ngập cái niềm vui bên cạnh các thành viên và gia đình sau một năm tất bật học tập làm việc vất vả chạy đua với cuộc sống. Cái lễ cúng tất niên cũng thể hiện được một cái nếp sống văn hóa tâm linh của người Việt. Sau một năm làm việc vất vả thì vào những ngày cuối năm mọi người đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để cúng tất niên và chuẩn bị đón Tết năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, thì đầu tiên ý, để trước khi lễ cúng tất niên thì chúng ta cũng có qua ngày 23 tháng Chạp, thì hầu hết mọi người đã gì lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang và bao sái sạch sẽ cái đồ thờ cúng đấy, để cái lễ cúng tất niên nó được trang trọng và ý nghĩa hơn đấy. Quý vị nên sử dụng cái lọ nước bao sái nhất tâm hương
để bao sái ban thờ, lau dọn bát hương, lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ trước khi mà tiến hành cái nghi lễ gọi là cúng tất niên cuối năm, mời các cụ, các thần về ăn Tết, cũng như là gì, chào đón các thần với cái không gian thờ cúng nó được thơm tho sạch sẽ hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé, để thỉnh cái lọ nhất tâm hương về thì lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ để đón các cụ về ăn Tết cho được linh ứng hơn. Thì sau khi lau chùi sạch sẽ ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài cũng như là chuẩn bị các lễ vật, hương hoa, trà lễ đó, thì quý vị sẽ chọn ra những cái giờ lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng tất niên, mời các cụ về ăn Tết. Quý vị thân mến, vậy thì cái lễ cúng tất niên nó sẽ được diễn ra ngày nào? Thì thường là người ta sẽ làm vào sau cái lễ cúng ông công ông táo, thường là như vậy, đúng không? Tức là từ ngày 24 trở đi thì chúng ta cũng thể là làm được rồi. Nhưng mà thông thường dân gian ta quen là làm vào cái ngày thường là vào chiều 30 Tết. Nhưng không phải năm nào cũng là tốt, đúng không ạ? Cũng có những cái năm ở 30 Tết tốt, có những năm nó không tốt. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày chúng ta có thể là gì, tiến hành để làm cái nghi lễ cúng tất niên, mời các cụ về ăn Tết. Đấy. Cũng như là gì, những cái giờ lành tháng tốt để cho quý vị lựa chọn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu ngày tốt toàn thư nhé, để tìm ra những ngày tốt nhất, đúng không ạ? Thì quý vị cứ mở trang 165, chúng ta sẽ chọn, đúng không? Chúng ta còn từ nay đến ngày Tết thì chúng ta còn có mấy ngày thôi. Thì cái ngày đầu tiên Tử Thông giới thiệu với quý vị đó là ngày Mậu Tuất, ngày Kỷ Hợi thì qua rồi. Chúng ta chọn đến ngày Canh Tý và ngày Tân Sửu ấy, tức là ngày 27-28 ấy, 27-28 Tết thì nó là ngày xấu nhá. Chư thần đại thiên nếu mà cầu tự tế tự thì bị bệnh tật tai vạ là xấu. Như vậy là chúng ta chỉ còn ngày 29 và ngày 30. 29 Tết đó là ngày Nhâm Dần và ngày 30 Tết đó là người Quý Mão. Thì ngày 29, ngày 30, ngày Nhâm Dần, người Quý Mão thì chư thần hội họp để ký sớ ai làm lễ cầu phúc. Đấy, thì rất là tốt. Vậy nên đây là cái ngày tốt để tiến hành ấy. Thì quý vị hãy mở trang 165 nhé, của cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị có thể tham khảo thêm cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Vậy thì chúng ta còn ngày 29 và ngày 30 Tết. Vậy thì trong hai ngày 29-30 chúng ta sẽ cúng vào giờ nào để được thuận lợi, may mắn đó, và mọi sự sẽ được hanh thông. Thì đầu tiên chúng ta cùng xếp về ngày 29 đó, 29 Tết, 29 tháng 12 âm lịch ấy, xem là có giờ nào tốt nhá. Quý vị thân mến, ngày 29 Tết thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch đó. Và nó là ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần ấy thì nó có thể, chúng ta có thiên can là gì, can là nhâm, chi là dần, nhâm thủy, dần mộc, thủy mộc tương sinh. Nó là một ngày cát nhật, nạp âm của ngày là kim bạch kim, nó kỵ cái tuổi bính thân và tuổi canh thân. Cái ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc, đặc biệt các tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà lại được lợi. Ngày Dần thì lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, tạo thành thủy cục. Dần thì xung với thân, hình với tị, hại tị, phá hợi và tuyệt dậu. Trong ngày 29 ấy, thì có trực là trực kiến và có sao là cái sao giác, là một trong những cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Và cái ngày Dần ấy, thì nó vẫn là ở cái tiết gọi là tiết lập xuân nhé. Tiết lập xuân nó khởi từ ngày 4 tháng 2, mà ngày Nhâm Dần nó là ngày 8 tháng 2, nó vẫn thuộc cái tiết lập xuân nhé. Trong cái ngày Nhâm Dần thì có các cát thần sau này, có Minh Phệ, có Nguyệt Không, Ngũ Hợp, Phúc Hậu, Thiên Thương, đấy. Có Thiên Đức, Thiên Đức Hợp, đấy. Thất Thánh, Tuế Lộc, có U Vi Tinh, có Vượng Nhật, có Yếu An, Đại Minh Tinh. Cái hung thần trong cái ngày Nhâm Dần ấy, thì có Cô Thần, Cửu Khổ Bát Cùng, Kê Hoãn, Nguyệt Kiến, đấy. Thiên Cách, Thiên Hình, Thám Bệnh, Thổ Kỵ, Thổ Phủ, Tiểu Thời, Vãng Vong, Xích Khẩu, Đại Tiểu Khốc. Thưa quý vị, vậy thì dựa vào những cái cát tinh và những hung tinh như vậy thì chúng ta cùng xét ra là gì, tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì để tìm ra cái khung giờ tốt, quý vị hãy mở trang 127 nhé. 127 là cái trang hướng dẫn tìm về ngày tốt, tận giờ tốt. Thì chúng ta sẽ tìm được ra những giờ tốt như sau. Cái giờ tốt đầu tiên ấy, thì chúng ta có giờ là gì, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 7 giờ đến 9 giờ sáng.
7 giờ đến 9 giờ sáng nó là giờ Giáp Thìn nhé, nó là giờ Giáp Thìn. Thì trong giờ Giáp Thìn có các tinh như là có Kim Quỹ này, có Phúc Tinh Quý Nhân này, có Tứ Đại Cát Thời, có Hữu Bật, Minh Tinh Kế Đô và Nhật Mộ tuần trung hung vong. Như vậy đây là cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành công việc là gì? Thực hiện cái lễ cúng tất niên. Đấy, cúng tất niên nhé, không nhất thiết phải vào ngày 30, ngày 29 Tết quý vị cũng có thể làm được. Tiếp theo là giờ thứ hai là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Thì nó cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị lựa chọn. Cái giờ Tỵ này nó là giờ Ất Tỵ nhé, nó là giờ Ất Tỵ. Nó có Thiên Đức, đấy, có Thiên Ất Quý Nhân, có Tả Phụ, có Thời Hình, có Thời Hại, Thiên Cương. Tóm lại đây là cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành cúng tất niên. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể cúng lúc 11 giờ đến 13 giờ. 11 đến 13 giờ. Nó là giờ Ngọ đấy, nó là giờ Bính Ngọ. Thì giờ Bính Ngọ thì nó cũng là một cái giờ tốt do có được tam hợp, có hỷ thần, có đường phù. Và đây là cũng là một cái khung giờ mà quý vị cũng có thể tiến hành được nhá. Thì quý vị có thể tiến hành trong 3 giờ này để được cát lợi và may mắn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày 30. Ngày 30 tháng 12. 30 tháng 12 đó là ngày 30 Tết ấy. Nó sẽ rơi vào ngày mùng 9, đúng không? Ngày mùng 9 tháng 2 dương lịch. Nó là ngày Quý Mão. Đấy, ngày Quý Mão tức là gì? Quý Thủy Mão Mộc, Can Sinh Chi, Thủy Mộc Tương Sinh là cái ngày bảo nhật. Nạp âm của ngày là Kim Bạch Kim, nó kỵ cái tuổi Đinh Dậu và tuổi Tân Dậu. Ngày thuộc hành Kim thì khắc hành Mộc, đặc biệt các tuổi Kỷ Hợi nhờ có Kim khắc mà được lợi. Cái ngày Mão này, ngày Quý Mão này thì nó hợp với cái gì? Mão hợp với Tuất, tam hợp với Mùi trở thành Mộc cục. Ngày Mão xung với Dậu, Hình, Tý, Hại, Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Trong ngày hôm nay có trực trừ, cái sao Cang là cái sao hung trong bộ Nhị Thập Bát Tú. Và cái tiết khí của cái ngày 30 Tết nó vẫn là tiết lập xuân nhá. Tiết lập xuân nó khởi từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 đó. Ngày 19 là sang Tết Vũ Thủy đó. Và các cát thần trong ngày hôm nay thì có Cát Kỳ, Minh Phệ Đối, Ngũ Hợp, có Ngọc Vũ, Quan Nhật, Thất Thánh và Vượng Nhật. Hung thần trong ngày thì có Chu Tước, có Hàm Trì, Lâm Cách, Nguyệt Cách, Chuyển Sát, đấy, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Thiên Địa Chánh Chuyển, cũng như là gì là ngày đại bại đại thời đấy. Cái ngày 30 Tết thì chúng ta lại cúng vào giờ nào? Thì đầu tiên chúng ta chọn được giờ đó là giờ từ 5 đến 7 giờ Mão, 5 đến 7 giờ sáng luôn, 5 đến 7 giờ. 5 giờ đến 7 giờ. 5 đến 7 giờ thì nó là giờ Ất Mão. Giờ Ất Mão thì có Minh Đường Hoàng Đạo đó, có gì? Có Thiên Ất Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Thái Dương, có Trường Sinh. Đấy. Vậy nên đây là một khung giờ tốt mà quý vị có thể tiến hành cúng tất niên. Cái giờ tốt thứ hai là từ 9 đến 11 giờ. Thì cũng là một khung giờ tốt cho quý vị cúng tất niên. Đấy. Trong cái giờ này thì nó có La Thiên Đại Thoái này, có gì? Có Thiên Ất Quý Nhân này, có Thiên Xá này, có Dịch Mã và có Thủy Tinh. Đây là những cái cát tinh tốt, sao tốt để quý vị tiến hành đúng không ạ? Tiếp theo là đến 13 đến 15 giờ. 13 đến 15 giờ. Thì nó là giờ Mùi. Giờ Mùi thì có Thiên Đức này, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Đường Phù, có Mộc Tinh, có Ngũ Bất Ngộ, Quả Tú và Nhân Mộ. Như vậy nó cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tiến hành vào cái giờ, nếu mà cái ngày 30 Tết đó là ngày Tân Dậu, nếu mà quý vị cúng lúc 17 đến 19 giờ thì nó sẽ là giờ gì? Nó là cục diện là tương phá, đó, rồi có nhiệt phá. Và giờ Tuất thì nó cũng không đẹp, nói chung là từ giờ Thân đến giờ Hợi thì nó không đẹp cho cái việc cúng. Vậy nên quý vị có thể tiến hành cúng sớm nhé, cúng sớm để được may mắn và hành thông. Quý vị có thể tham khảo thêm cái giờ cúng, giờ tốt để thắp hương ở trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Ngày Tốt Toàn Thư để chúng ta tìm ra những cái ngày, những cái giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn đó. Như vậy là gì? Để trong cái lễ cúng tất niên ấy, thì quý vị có thể tiến hành vào 2 ngày các bạn nhé. Quý vị có thể tiến hành 2 ngày vào ngày 29 Tết hoặc là ngày 30 Tết đó. Và cái giờ cúng đầu tiên ấy, thì cái ngày 29 thì quý vị có thể cúng vào lúc 7 giờ 9 giờ, tức là giờ Thìn đúng không ạ? 9 đến 11 giờ là giờ Tỵ và 11 đến 13 giờ là giờ Ngọ. Còn cái ngày 30, ngày 30 Tết quý vị có thể cúng vào 5 đến 7 giờ sáng này, 9 đến 11 giờ hoặc là 13 đến 15 giờ. Thì đây là những khung giờ tốt để quý vị tiến hành cái công việc là cúng tất niên chiều 30 Tết cho được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái khung giờ tốt để cúng tất niên vào cái ngày 30 Tết. Đó. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để cúng tất niên trong cái chiều 30 Tết, cũng như là gì? Những cái
bài văn khấn để giúp quý vị có được cái lời cầu khấn được gì chuẩn chỉ và đúng đắn nhất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.